Xin chào mừng trở lại đến với Side Week V. Tôi tên là Huy. Đây là tập đầu tiên trong series 5 tập về rối loạn lo âu. Và trong tập ngày hôm nay chúng tôi muốn nói về những loại rối loạn lo âu khác nhau. Những video tiếp theo chúng tôi sẽ nói về cách sống chung với bệnh, cách điều trị, những loại thuốc thường thấy cần biết, cũng như là cách đối diện với những suy nghĩ lo âu hàng ngày trong cuộc sống. Và xin nhớ hãy xem Affective Playlist của chúng tôi để biết thêm chi tiết về những thông tin này. Let's go! Lo âu là phản ứng bình thường khi gặp căng thẳng và ở một mức độ nhất định, lo âu là một phản ứng tốt. Nó báo hiệu cho ta biết có nguy hiểm và ta cần phải chuẩn bị và sẵn sàng. Rối loạn lo âu là bệnh. Nó khác với lo âu thông thường vì nó bao gồm lo âu và sợ hãi quá độ. Rối loạn lo âu là bệnh tâm lý phổ biến nhất. Khoảng 30% người lớn tại Mỹ gặp vấn đề này trong một thời điểm nào đó trong đời sống của họ. Nhưng rối loạn lo âu có rất nhiều cách để điều trị và những liệu pháp rất hiệu quả cho chứng bệnh này. Rất nhiều người trở lại với cuộc sống bình thường, khỏe mạnh sau khi được trị liệu. Những loại rối loạn lo âu thường thấy tại Mỹ là ám ảnh sợ hãi. Khoảng 7-9% người lớn tại Mỹ bị hội chứng này. Ám ảnh sợ hãi là khi ta có nỗi sợ quá độ về một vật, tình huống hay hoạt động nào đó. Ví dụ như sợ đi máy bay hoặc sợ nhện. Những nỗi sợ này có thể lớn đến mức khiến cho người ta làm mọi cách để tránh không phải đối diện với nó. Một ví dụ là diễn viên Sean Bean trong phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Ông sợ đi trực thăng đến mức ông sẵn sàng leo dốc 2 tiếng đồng hồ trên địa hình núi trong phục trang diễn để đi bộ đến địa điểm quay thay vì đi trực thăng cùng với ekip. Thứ hai là rối loạn lo âu xã hội. Khoảng 7% người lớn tại Mỹ mắc hội chứng này. Đặc tính của loại lo âu này là cảm thấy xấu hổ, cảm thấy bị dèm pha, hắt hủi, khinh thường trong các mối quan hệ xã hội. Những ví dụ thường thấy là sợ nói trước công chúng, sợ làm quen với người mới hoặc là ăn ở những chỗ đông người. Loại thứ ba là rối loạn, hoảng loạn, panic disorder. Triệu chứng là bị tấn công bởi những cơn hoảng loạn, panic attacks. Khi bị tấn công, người ta sẽ cảm thấy khốn khổ và lo sợ tột độ. Những dấu hiệu thường thấy khi bị panic attack là ra mồ hôi nhiều, tim đập mạnh và nhanh, thở dốc, run rẩy, cảm giác như sắp chết ngạt, tức ngực, chóng mặt, ngất xỉu, cảm thấy tê các chi, cảm thấy nóng bừng đột ngột hoặc cảm thấy cống người, buồn nôn, đau bụng, cảm thấy bị tách rời khỏi thực tại hoặc mất kiểm soát, cảm thấy sợ chết. Wow, đó là một cái list rất là dài. Vì triệu chứng của panic attack rất tệ nên nhiều người thường tưởng là mình đang bị đau tim hoặc là một căn bệnh đe dọa đến tính mạng và cần phải đi cấp cứu. Những cơn hoảng loạn này thường đi kèm với những rối loạn tâm lý khác như là trầm cảm hoặc rối loạn căng thẳng hậu sang chấn PTSD. Hội chứng sợ khoảng trống agoraphobia là nỗi sợ trong những tình huống mà khó có thể thoát khỏi, đặc biệt là khi có những sự cố khẩn cấp xảy ra như là bị tấn công, hoảng loạn, panic attacks. Những triệu chứng thường thấy là sợ sử dụng phương tiện công cộng, sợ đến những nơi chẳng hạn như qua cầu, hoặc là đi vào hầm, hoặc là sắp hàng, hoặc là ở trong những cái nơi nào đó có rất là nhiều người xung quanh. Người bệnh làm nhiều cách để tránh những tình huống gây sợ hãi, luôn cần người đồng hành để có thể chịu đựng được nỗi sợ. Ở những ca không có trị liệu hiệu quả, agoraphobia có thể làm cho người bệnh không dám rời khỏi nhà mình. Rối loạn lo âu toàn thể, Generalized Anxiety Disorder, hoặc là ngắn là GAD. GAD có những triệu chứng lo âu quá độ, kéo dài làm ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật. GAD còn có thể có những triệu chứng vật lý như là bồn chồn, dễ mệt mỏi, khó tập trung, căng cơ hay khó ngủ. Thường thì nỗi lo của người bệnh bao gồm những điều thường nhật, chẳng hạn như công ăn việc làm, sức khỏe gia đình, việc làm việc nhà, họp hành hoặc là sửa xe. Rối loạn lo âu chia ly. Người có hội chứng rối loạn lo âu chia ly rất sợ những tình huống chia ly khỏi người thân của mình. Nỗi sợ này vượt quá mức bình thường đối với độ tuổi của người đó. Trong con nít, trẻ em thì khoảng 4 tuần và người lớn thì khoảng 6 tháng và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật cho người bệnh. Người có hội chứng này luôn lo lắng về việc mất người thân và có thể từ chối ra khỏi nhà hoặc từ chối ngủ ở một nơi không phải nhà mình hoặc là nơi không có người thân của mình. Họ còn có thể gặp ác mộng có liên quan đến sự chia ly. Hội chứng này thường bắt đầu từ thời thơ ấu
và trong một số trường hợp có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành. Post-traumatic stress disorder hoặc PTSD, hội chứng rối loạn lo âu hậu sang chấn, bị kích hoạt khi người ta trực tiếp trải qua hoặc là chứng kiến những tình huống kinh hoàng trong đời sống. Đa phần người trải qua sáng chấn tâm lý đều sẽ gặp những khó khăn nhất định trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu biết chăm sóc bản thân tốt và có cộng đồng lành mạnh, thì sau một thời gian ngắn, những triệu chứng này có thể được cải thiện. Nếu như triệu chứng tệ hơn và kéo dài sau nhiều tháng hoặc nhiều năm và ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật, quý vị có thể bị PTSD. Triệu chứng bao gồm tái trải nghiệm những vấn đề đã xảy ra trong những ác mộng hoặc là những hồi tưởng như là thật. Đôi khi những hồi tưởng thật đến nỗi người bệnh tưởng đó là thực tại. Họ có thể lẩn tránh các yếu tố có liên quan đến sang chấn. Họ có những ý nghĩ tiêu cực và nhạy cảm quá mức. Người bệnh có thể dễ nóng giận, dễ giật mình, dễ hoảng sợ, dễ trở nên hung hăng và thường có những cơn giận bùng phát, khó ngủ, khó tập trung và có thể lúc nào cũng như đề phòng nguy hiểm. Khi virus cúm xâm nhập vào cơ thể, ta sẽ có triệu chứng. Đôi khi triệu chứng rất nhẹ và ta có thể vượt qua một cách dễ dàng. Đôi khi triệu chứng rất nặng và ta phải ở nhà nhiều ngày. Cũng giống như vậy, khi ta tiếp xúc với sự bất định thì ta sẽ lo lắng. Khi ta tiếp xúc với tình huống đáng sợ, ta sẽ sợ. Đây là điều tất yếu trong cuộc sống. Mọi người có biết hơn 1/3 những bài thánh thi trong sách Thi Thiên là những bài bi ca. Tác giả của những bài bi ca này bày tỏ sự lo lắng, đau đớn và buồn bã của mình cho Chúa. Những bài bi ca này cho phép con người bày tỏ nỗi lòng của mình một cách chân thật, nhưng theo sau đó là sự bày tỏ đức tin vào Đức Chúa Trời. Sự kết hợp này tạo nên những lời cầu nguyện vô cùng mạnh mẽ. Những nỗi sợ, nỗi lo và niềm đau không bị giấu giếm, nhưng nó không dừng lại tại đó. Trong bối cảnh của những nỗi lo sợ, các tác giả bày tỏ đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Những bài bi ca trong Kinh Thánh khuyến khích chúng ta chân thật với Chúa về những điều làm mình lo lắng. Kêu than với Chúa là biểu hiện của đức tin, chứ không phải nghi ngờ. Nếu quý vị thấy video này hữu ích, xin vui lòng cho chúng tôi một like, subscribe để nhận được những cập nhật mới nhất và share cho những ai đang cần thông tin này. Xin chào và hẹn gặp lại.